Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, một lần nữa sư khẳng định là sư có mặt ở đây, và tất cả các cái vị trong ban tổ chức có mặt ở đây là để giúp cho quý vị, chứ không có tội dạ gì mà chúng ta chui vô trong tay 10 ngày để mình khổ gần chết thì không có. Chỉ có điều á, mình muốn gọi là muốn lột xác, muốn thành một cái gì đó nó tốt hơn, thì chúng ta luôn luôn phải vượt qua chính mình. Không có một cái sự phát triển nào mà không trải qua những cái cơn khổ cực, đúng không? Không có thành công nào mà nó có được một cách dễ dàng. Và sư có mặt ở đây là để giúp cho quý vị đi con đường nó đỡ gập ghềnh nhất có thể. Cái con đường mà chúng ta phát triển tự thân chính là con đường của giới, định và tuệ. Một người tự cho mình là một người học Phật mà không phát triển giới, định, tuệ thì không thể nào là một người đi theo Phật được. Đức Thế Tôn có dạy ở trong Tăng Chi giống như một con bò. Một cái bầy bò thì có một cái con lừa nó đi chung ở trong đó. Nhưng mà cho dù nó nghĩ rằng nó là con bò nhưng nó không phải là con bò, do chân của nó không giống chân con bò, lông của nó không giống lông con bò, cái tiếng của nó cũng không giống tiếng con bò. Cho nên dù cho con bò nó có chui giữa bầy bò, nó nghĩ rằng nó là con bò thì nó cũng không phải là con bò. Đức Thế Tôn nói cũng vậy. Một vị đắp y mang bát ngồi trong tăng đoàn, tự nhận ta là tỳ kheo, ta là tỳ kheo, nhưng mà vị đó không phát triển giới học, không phát triển định học, không phát triển tuệ học, thì dù cho vị đó có đắp y mang bát ở trong tăng đoàn, tự nhận mình là tỳ kheo thì cũng không thể nào là tỳ kheo. Quý vị biết cái từ Phật tử vốn dĩ mang ý nghĩa nó cao siêu. Xin thưa nhé, ngay cả bản thân sư hoặc là những vị như sư vào thời Đức Phật cũng không được gọi là Phật tử. Phật tử là gì? Là con Phật.
mà chỉ có đó, những vị đã chứng thánh đạo thánh quả thì Đức Thế Tôn Ngài mới gọi đó là con trai và con gái của Như Lai. Tức là để trở thành con của Phật á, thì mình phải là một vị chứng thánh quả kìa. Còn bình thường thì các sư gọi là phàm tăng thì giỏi lắm thì chỉ gọi là đệ tử của Phật, tức là người học trò, chứ Phật chưa nhận làm con. Nói để cho chúng ta biết là cái chữ Phật tử nó thiêng liêng lắm. Và chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải làm gì? Phát triển giới học, định học và tuệ học. Trong 10 ngày của khóa thiền này, mình đừng nghĩ mình là người cư sĩ tại gia. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã rời khỏi gia đình và mình đang sống không gia đình. Quý vị đã bỏ cái nhà ở ngoài rồi, đúng không? Chúng ta vào trong đây là trong 10 ngày này là 10 ngày chúng ta sống không gia đình. Chúng ta buông hết, chúng ta dẹp hết những cái trách nhiệm. Mặc dù đây không phải là khóa xuất gia gieo duyên, nhưng mà mình đã có được một nửa cái trạng thái của một người xuất gia. Do mình đã không có dính dáng gì đến gia đình, không dính dáng gì đến vợ, chồng, con, cái, không dính dáng gì đến công ăn việc làm. Mình đâu có đi làm kiếm tiền đâu. Mà cái chuyện mình làm á, là cái chuyện của các vị tu sĩ làm. Đó là gì? Là giữ giới, là hành thiền, là phát triển trí tuệ. Đấy. Rồi từ đó mình thọ nhận những cái vật phẩm mà thí chủ cúng dường. Đó là đồ ăn, nước uống, các cái tiện nghi sinh hoạt. Cho nên chúng ta có thể xem là một nửa xuất gia, ít nhất là trong 10 ngày này. Đó. Thành ra chúng ta phải phát triển giới học, định học và tuệ học. Trong 10 ngày này thì 8 giới của quý vị không có ai thử thách, đúng không? Đâu có ai bắt mình phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhưng mà cái cẩn thận cái khẩu nghiệp nghe. Mình mở miệng ra mình nói, cẩn thận nói không chừng mình có thể rơi vào cái nói dối, cái vọng ngữ, cẩn trọng. Ngoài ra thì tất cả các cái điều kiện khác đều tạo hết mọi cái điều kiện để cho mình giữ giới được tốt đẹp. Mình chỉ việc phát triển định học và tuệ học thôi. Định là sự tập trung, sự tập trung đối với đối tượng. Tuệ là sự quan sát, thấy rõ được bản chất sự thật nó là cái gì. Bữa giờ sẽ hướng dẫn quý vị cái gì? Quan sát. Quan sát nó như thế nào thì quan sát nó như thế đó. Đi thì biết rõ là đi, đứng biết rõ là đứng, ngồi biết rõ là ngồi, nằm biết rõ là nằm, thở vào biết rõ thở vào, thở ra biết rõ thở ra. Từng cử động lớn nhỏ của thân mình biết rõ. Mình tập. Đó là tập cái gì? Tập thành thật với chính mình. Cái trạng thái của mình nó như thế nào, mình quan sát y như thế đó. Và cái tứ niệm xứ nó có tới 4 cái. Thì ngày hôm nay sư sẽ cung cấp thêm cho quý vị một phương tiện nữa để cho mình quan sát thân tâm một cách thuận lợi. Đó chính là thọ quán niệm xứ.
Như sư nói đó, chúng ta khi chúng ta ăn á, chúng ta có dao nè, có nĩa nè, có muỗng nè, có đũa nè, chúng ta có bốn món. Tùy mỗi món ăn mà chúng ta sẽ dùng cái loại khác nhau để chúng ta ăn. Đâu có ai ăn nuôi mà xài dao, mà cũng không có ai ăn bistec mà mình xài đũa. Đó, mỗi một món chúng ta cần có một cái công cụ phù hợp để mình xử lý. Cái hành trình chúng ta quan sát thân tâm cũng vậy. Tại sao Đức Thế Tôn dạy bốn nơi thiết lập niệm? Ngài dạy tới bốn, chứ Ngài không dạy đơn giản là một cái hoặc hai cái đủ rồi. Ngài dạy cả bốn cái. Để chi? Để chúng ta có được cái sự thoải mái, cái sự linh hoạt trong quá trình quan sát. Thì bữa hôm trước chúng ta đã quan sát về thân. Đương nhiên thân có rất là nhiều, nhưng mà sư trích lọc những cái thành phần mà chúng ta có thể quan sát một cách dễ dàng. Chứ còn phải nói bản thân cái thân hành niệm nó là một đề tài lớn chứ không phải là một đề tài nhỏ. Nhưng mà sư chỉ trích những cái mà mình xài. Bây giờ chúng ta qua thêm một cái công cụ nữa là quan sát dựa trên các cảm thọ. Khi mà chúng ta đi thiền và ngồi thiền, thường cái cảm thọ chúng ta dễ thấy nhất là đau. Chúng ta thường chúng ta thấy đau. Chúng ta rất nhiều người rất là bối rối, bây giờ không biết giải quyết cơn đau như thế nào. Mà ông sư Hạnh Tuệ ông cứ kêu là mình phải đối diện với nó, phải vượt qua nó, mà đau muốn chết luôn. Không biết ông có đau không chứ tôi đau muốn chết đây nè. Đó. Thì trước hết chúng ta cần phải, trước khi mà chúng ta quan sát nó, thì chúng ta cần phải hiểu nó. Thọ đó, chúng ta có hai loại thọ, là thọ của thân và thọ của tâm. Thọ thuộc về thân á, thì nó có thọ khổ nè, thọ lạc nè, thọ xả. Thọ khổ là những cái cảm thọ mà chúng ta khó chịu. Bất kể cái cảm thọ nào nó làm cho mình khó chịu thì nó đều thuộc về thọ khổ. Như vậy ngứa là khổ, ngứa là thọ khổ, nhột là thọ khổ, đau là thọ khổ, tê là thọ khổ. Tất cả các cái cảm thọ về thân nó làm cho mình khó chịu thì nó là thọ khổ. Rồi cái thọ lạc là tất cả các cái cảm thọ về thân nó làm cho mình dễ chịu thì như vậy đó là thọ lạc. Thì như thế đó, khi chúng ta đi ra kinh hành bên ngoài á, trời buổi sáng đang lạnh thì có cái ánh nắng nó rọi vào thì cảm thọ lạc, tại vì nó ấm cảm thọ lạc. Nhưng mà một hồi bắt đầu là nó nóng lên thì nó lại thọ khổ. Thì cứ như vậy chúng ta hỏi cái tấm thân này nó đang thọ gì, thọ lạc hay thọ khổ. Còn cái thọ xả là như thế nào, là cảm thọ nó không có gì đặc biệt, nó nhẹ nhàng, nó dửng dưng. Xin lấy ví dụ cái không khí hiện tại bây giờ mình không có để ý tới nó đó. Hoặc là cái xúc chạm trên làn da, thí dụ như là da trán của mình bây giờ mình không có cảm giác gì đặc biệt, thì như vậy nó thuộc về thọ xả, do nó không có cái gì đặc biệt hết. Không phải khổ cũng không phải lạc thì nó là xả. Thì
Mình chỉ việc là mình hỏi, mình hỏi thôi. Hỏi trên đầu của mình, hỏi à, trên đây đang thọ gì? Thọ lạc hay thọ khổ hay thọ xả? Khi mà mình không có không có cái gì rõ ràng á, thì mình cứ hỏi nó, hỏi. Rồi mình hỏi cái thân của mình, hỏi cái thân mình, cái làn da từ trên xuống dưới, đầu, mặt, cổ, tay, chân, lưng, hỏi cho nó đang thọ gì. Khi mà mình không, cái đối tượng không có cái gì để mà mình nổi bật để mình quan sát, thì mình hãy hỏi chính mình, hỏi chính mình, hỏi coi cái thân này nó đang thọ gì vậy, tay đang thọ gì, không có gì đặc biệt hết thì đang thọ xả, chân đang thọ gì, chân nó đau, rồi chân nó thọ khổ. Cứ hỏi nó, hỏi. Rồi gì nữa, mình hỏi cặp mắt của mình. Tại sao cặp mắt mình có cảm thọ? Thường á, cái chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta có một cái cảm thọ khi mà thí dụ như hạt bụi nó rơi vào mắt, hoặc một cái nước gì đó nó rơi vào mắt, thì chúng ta mới có cái cảm thọ. Thực tế không phải. Khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh á, tức là mắt nhìn thấy hình ảnh, thì nó đã có cảm thọ rồi. Thọ gì? Mắt nhìn thấy cảnh dễ chịu thì mắt đang thọ lạc. Đúng không? Mắt đang thọ lạc. Mắt nhìn bông hoa đẹp, mắt đang thọ lạc. Còn mắt nhìn một bông hoa héo thì mắt đang thọ khổ. Thành ra hỏi cặp mắt của mình á, nó đang thọ gì? Nó nhìn thấy một người đẹp, mắt nó đang thọ lạc. Nó nhìn thấy một cái người xấu, mắt nó đang thọ khổ. Nhớ, mình chỉ ghi nhận cái cảm thọ của cặp mắt thôi, chứ mình không đánh giá. Xin lấy ví dụ nha, xin lấy ví dụ để ý nè. Nhìn bông hoa, rồi biết mắt đang thọ lạc. Đơn giản vậy thôi. Chứ sư không đánh giá bông hoa này là bông hoa gì đó, rồi bông hoa này nó màu gì, nó màu hồng, nó màu đỏ, nó màu tím, màu trắng, rồi bông hoa có bao nhiêu cánh, rồi nó đẹp như thế nào. Không đánh giá. Nhớ giùm, chúng ta chỉ quan sát, ghi nhận. Mắt mình nè, mở ra, mình nhìn, thì mình chỉ hỏi nó, nó thọ gì thôi. Hỏi cái gì trả lời cái đó nha, không có trả lời thừa. Mắt đang thọ lạc, ghi nhận mắt đang thọ lạc. Đơn giản thế thôi. Không chạy theo cảnh. Lưu ý giùm sư nha, không chạy theo cái cảnh vật đó. Thí dụ như mắt mình nhìn thấy một cái người đẹp, thì mắt thọ lạc, mình chỉ ghi nhận là thọ lạc, đừng chạy theo người đẹp đó. Rồi nếu như mà mắt mình thấy cái cảnh xấu, thì mình chỉ đơn giản ghi nhận mắt đang thọ khổ, thế thôi, chứ đừng chạy theo. Tại vì sao? Vì mình chạy theo thì tâm nó sẽ sanh khởi. Thí dụ mắt nhìn thấy cảnh đẹp, mình chỉ ghi nhận thọ lạc, tới đó là hết. Nhưng nếu như mình chạy theo cảnh thì tâm tham sẽ xuất hiện. Mình ngắt ngay từ đây, cái thọ tới cái thọ đó nó duyên cho chánh niệm hết. Còn nếu không, mình mà chạy cho tham ái nó khởi lên, nó bắt đầu tạo nghiệp.
hoặc là mình thấy cái cảnh xấu thì mình chỉ cần đơn giản mình ghi nhận mắt đang thọ khổ, tới đó đừng chạy theo cảnh. Bởi vì khi mình chạy theo cảnh, mình ngó ví dụ như một cái bãi rác, một cái bông hoa héo, mình chạy theo cảnh là tâm sân nó sẽ đi theo. Hãy cẩn trọng, cẩn trọng quan sát. Hỏi con mắt của mình đang thọ gì, đơn giản thế thôi. Rồi sau đó mình hỏi, thí dụ mình hỏi cái lỗ tai, lỗ tai đang thọ gì. Tự nhiên là bây giờ đang yên tĩnh, thoải mái quá, yên tĩnh. Thì cái sự yên tĩnh đó, thì cái tai có phải là nó đang tiếp xúc với cái cảnh yên tĩnh không? Ừ. Thì tai đang thọ lạc. Hoặc là một con chim nó ca, nó hát, tự nhiên cái âm thanh nó lọt vào tai. Hỏi tai nè, đang thọ gì? Thọ lạc. Nhưng mà mình nghe tiếng chó sủa thì tai đang thọ gì? Tai thọ khổ. Chỉ đơn giản ghi nhận, ghi nhận tai đang thọ lạc hay thọ khổ, đơn giản vậy thôi. Đừng chạy theo cảnh. Mình chạy theo cảnh, tâm nó sẽ sanh khởi. Nghe cái âm thanh dễ chịu mà mình chạy theo cảnh một cái là tâm tham xuất hiện ngay. Nghe tiếng chó sủa, mình chạy theo cảnh một cái là tâm sân xuất hiện ngay. Cho nên hãy cẩn trọng, quan sát, quan sát. Rồi cho đến cái mùi hương cũng thế. Khi mà mình ngửi cái mùi, hỏi nó, đây là thọ gì? Thọ là thọ khổ hay thọ xả? Thí dụ như bây giờ chúng ta đang hít thở bình thường, nó không có một cái mùi gì đặc biệt, thì đang thọ xả, thế thôi. Đó. Hoặc là mình rửa tay, mình nghe cái mùi xà phòng, cái mùi nó hơi hắc, thì nó đang thọ khổ. Hoặc là cái mùi nó mềm mại, nó dễ chịu, nó êm ái, nó dễ chịu, thì nó đang thọ lạc. Chỉ đơn thuần là các cảm thọ. Hãy hỏi các cái giác quan của mình, nó đang thọ gì. Một chốc nữa, khi mà chúng ta ăn trưa, khi chúng ta ăn, đưa đồ ăn, quan sát nè. Tại sao mà sư nói mình càng có nhiều cái công cụ thì cái việc mình quan sát nó càng thuận lợi. Ví dụ khi bây giờ mình ăn ha, mình múc, cầm cái muỗng lên, quan sát chuyển động nè, quan sát. Đó, rồi múc cơm, quan sát, ghi nhận, biết, há miệng, ăn, nhai. Đó. Thì cái cảm thọ của lưỡi nó xuất hiện. Khi đó hỏi, xem xét coi cái lưỡi đang thọ gì. Nếu mà ăn đồ ăn nó thọ lạc thì chỉ đơn giản ghi nhận là thọ lạc. Đừng chạy theo đồ ăn, đừng chạy theo cảnh để rồi mình phân biệt đây cái miếng đậu hũ hôm nay ăn thiệt là mềm, thiệt là vừa miệng, thì cái đó tâm tham xuất hiện ngay. Lưu ý giùm sư nha, không chạy theo cảnh, mình chỉ đơn giản thọ lạc, biết rõ thọ lạc, hoặc cắn nhầm miếng cay quá, thọ khổ, ghi nhận thọ khổ. Mình không chạy theo nó. Khi mình chạy theo nó là tâm bất thiện nó xuất hiện ngay lập tức. Thì như vậy khi mình ăn, mình chỉ đơn giản là các cảm thọ. Nhai, biết là nhai. Thọ lạc thì cứ ghi nhận thọ lạc. Đồ ăn hơi mặn thì
thọ khổ, rồi ghi nhận thọ khổ, sau đó nuốt, ghi nhận. Đó. Khi mà đồ ăn nó đi xuống dưới bụng, ghi nhận, hồi nãy là đang đói nè, tức là đang thọ khổ, đúng không? Đang thọ khổ. Đồ ăn xuống thì nó bắt đầu thọ lạc, bắt đầu thọ lạc. Nhưng mà ăn một hồi cái đồ ăn nó no quá, nó căng bụng, nó tức bụng thì bắt đầu thọ khổ. Đấy, thì toàn bộ đều là đối tượng để mình quan sát. Thì như vậy đó, khi nào chúng ta quan sát hơi thở, khi nào chúng ta quan sát chuyển động, khi nào chúng ta quan sát cảm thọ, khi nào cái gì nổi bật nhất thì mình quan sát cái đó. Khi mình ngồi thiền thì hơi thở nổi bật nhất, mình quan sát hơi thở. Ngồi thiền một hồi chân nó đau quá, khi mà cái thọ khổ của thân á, nha, thọ khổ của thân nó nổi bật, nó đau, thì mình quan sát cái thọ khổ của thân. Chỉ đơn giản nó nổi bật nhất thì mình quan sát, cái gì nổi bật nhất thì mình quan sát cái đó, thế thôi. Và khi chúng ta quan sát các cảm thọ, sư nhắc quý vị lưu ý một chuyện, đó là mình phải tách ra, tách cái thân và cái tâm ra. Thân nó riêng mà tâm nó riêng. Cái thọ này là thọ khổ của thân, nó không dính dáng cái tâm hết. Thí dụ như chân nó đau, chân nó đau, tâm nó đâu có đau, thì mình phải tách nó ra. Giống như mình là một người khách, một người khách, cái tâm mình giống như là khách vậy, quan sát cái cơn đau, hoặc cái cơn đau nó như là khách vậy, cái thân nó như là khách vậy, quan sát, tách nó ra. Hãy rèn luyện cái kỹ năng tách ra, đừng có để thân và tâm nó làm một, tách nó ra. Như vậy đó, mình có thể mình khổ thân chứ mình không có khổ thân. Thì khi tách ra như vậy đó thì chúng ta đỡ khổ hơn rất là nhiều. Thường á, thường chúng ta đau là do cái tâm của mình á, nó phóng đại cơn đau, thành ra mình cảm thấy nó ghê gớm. Nhưng mà khi chúng ta tách nó ra, tách thân và tâm ra, thì chúng ta quan sát cái tâm mình, hỏi cái tâm, cái này đâu phải chuyện của mí, cái chân này nó đau đâu phải chuyện của mí, cái tâm nó chỉ có đơn giản nó quan sát thôi. Thì như vậy cái cơn đau nó trả về đúng giá trị của nó, và mình thấy nó cũng không đến mức ghê gớm như vậy. Đó. Thành ra tách nó ra. Như trường hợp Đức Thế Tôn thăm một vị tỷ kheo bị bệnh, thì khi mà vị tỷ kheo bị bệnh như thế, Đức Thế Tôn nói hãy chú ý quan sát và hãy suy tư như sau: thân này có thể khổ nhưng tâm này không khổ. Do đâu? Thân nó có bệnh thì nó khổ, nhưng mà nó không dính dáng gì tới tâm hết. Hãy tách cái tâm của mình ra. Cái kỹ thuật này không phải mình cứ nói là được, mà mình phải thực hiện, mình phải thực hành. Khi mình thực hành á, từ từ thì mình sẽ làm được chuyện đó. Rất nhiều người làm được, cho nên mình cũng sẽ là một trong số đó. Nó không có cái gì mà nó ghê gớm đâu.
cứ yên chí cái chuyện đó. Cho đến những vị mà có thể kiểm soát được các cái cảm thọ và tách ra được cái thân và cái tâm, thì nói có vị tỷ kheo ở trong rừng, vị đó bị đau răng, và vị đó chỉ đơn giản là vị đó kiếm đồ nghề tự mình nhổ răng. Đó, mò cái răng nó đau, kiếm đồ tự mình lẫy, tự mình nhổ. Mình nhìn thì mình ớn, nhưng mà sư hỏi tại sao mình nhìn rồi mình ớn? Có phải cái ớn đó là do cái tâm của mình không? Cái thân mình có dính dáng gì đâu, cái răng của người ta mà. Nhưng mà do cái tâm của mình. Cho nên rất nhiều trường hợp mình đau đớn, mình sợ hãi là do cái tâm nó phóng đại cảm giác. Còn thực tế nó không ghê gớm tới như vậy. Sư gặp nhiều cô, bác sĩ đưa cây kim chích lấy máu, vừa mới đưa cây kim cái gì đâu mà nhăn mày rồi nhắm tịt mắt lại rồi sợ rung rung lên. Nhưng mà bác sĩ đã làm gì đâu, chưa có chích, chỉ mới đưa cây kim kề chỗ cái da đó, chưa có làm gì hết trơn á. Mà do đâu? Do cái tâm của mình. Nó làm cho mình sợ hãi, cho nên phải tách ra đó. Sư thì sư không có sợ kim chích, nhưng mà có lần á, giống như mình thói quen ha, khi mà mình bác sĩ đưa cái kim vô thì mình cũng hơi gọi là cái bụng nó cũng hơi nhói một cái. Nhưng mà lần đó sư quan sát mà có cái gì đâu, cứ nhìn thẳng vô nó, cứ nhìn thẳng cái kim nó chọt vô da coi như thế nào. Thì khi mà mình nhìn như vậy, hóa ra nó không có cái gì hết trơn, nó không có cái gì hết. Chẳng qua là do cái tâm của mình nó phóng đại, thành ra là mình cảm thấy mình sợ hãi. Cho nên quan sát các cái cảm thọ và hỏi xem là mình đang thọ gì. Thì như vậy đó, mình sẽ không bị lừa dối. Nhờ như thế, thậm chí là nhiều người ấy, ngồi có nửa tiếng thôi, bình thường ngồi thiền ngồi có nửa tiếng thôi tại vì đau quá, nhưng mà sau khi áp dụng cái phương pháp là quan sát cảm thọ, tách rời nó ra, không có để cái tâm nó ảnh hưởng đến cái thân, và vị đó thậm chí có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ. Cho nên chỉ quan sát. Và sư nhắc cho quý vị nhớ một chuyện này, coi như sư cảnh báo nha: đừng bao giờ quan sát cảm thọ với suy nghĩ là để cho nó hết đau. Quý vị quan sát cơn đau mà với suy nghĩ để cho cái cơn đau nó qua đi, mình có sự mong ngóng, mình có sự trông đợi, mình có sự thúc đẩy mong cho cơn đau nó qua đi, thì sư báo cho quý vị biết, mình càng ngóng thì nó càng không chịu đi. Và cơn đau khi mình quan sát thì cơn đau sẽ không biến mất. Nhớ dùm sư, mình quan sát cơn đau thì cái sự quan sát đó không làm cho cơn đau biến mất, mà chỉ đơn giản là khi mình tách cái cảm thọ của thân và cái tâm của mình ra. Cái tâm mình á, giống như người khách quan sát cơn đau, thì chúng ta có sự chủ động hơn, chúng ta có sự kiểm soát tốt hơn, chỉ đơn giản thế thôi. Và sư nói nhé, tránh
tránh cái chuyện là mình trông đợi cơn đau qua đi. Nó sẽ chỉ làm cho cái thời thiền của mình trở nên khổ ải thôi. Và một cái nữa cũng thuộc về cái thọ là đừng bao giờ tự đặt thời gian cho chính mình. Để rồi đó, suốt thời thiền mình chỉ biết ngó có mỗi cái đồng hồ à. Ngồi đau quá, nhức quá, không biết ông sư nói ngồi nửa tiếng, ngồi hai tiếng, ngồi nãy giờ không biết có được chưa. Mở mắt ra mới 5 phút đồng hồ à. Đó. Thì khi mà mình có cái lòng mình ngóng thời gian thì xin thưa quý vị, càng ngóng càng lo thì cái thời gian nó càng lâu à. Tại vì tự mình thôi, cái tâm của mình tự mình lừa mình. Thành ra đừng có đặt thời gian. Cái vụ mà đặt thời gian á, nó có một cái hại như thế này nè. Là khi mình đặt thời gian như vậy, nó giống như là mình tự hứa với mình á. Mình hứa, mình quy định với mình là ta sẽ ngồi nửa tiếng hoặc ta sẽ ngồi một tiếng. Rồi sư hứa với quý vị luôn, quý vị hứa là mình sẽ ngồi nửa tiếng để mình đứng dậy. Thì tới 20 phút, 25 phút là mình muốn đứng dậy rồi, mình chịu không nổi tới nửa tiếng. Mà nếu như mình làm không được mà mình hứa thì mình lại mang cái tội thất hứa. Mặc dù đó là thất hứa với chính mình, nhưng đó cũng là một dạng bất thiện. Thành ra không cần phải hứa. Hãy để cho cái tâm của mình á, nó thoải mái. Đừng có quy định gì nó hết, cứ thoải mái. Rồi đau thì quan sát cơn đau, vượt qua. Rồi mi muốn ngồi bao lâu là chuyện của mi à. Rồi sau khi mà đứng dậy thì đứng dậy lúc nào là chuyện của nó à. Mình không có quy định, không có ngó đồng hồ, không có ngó thời gian. Nhớ giùm sư, trong cái khóa thiền này sư không hề quy định cái giờ gọi là mọi người đều phải ngồi chung à, không có. Chúng ta hoàn toàn tự do đối với cái thời gian ngồi thiền và đi thiền. Đương nhiên trừ buổi sáng là phải đi thiền à. Thì tại sao mà sư nói với quý vị là chúng ta chỉ ghi nhận cái cảm thọ chứ chúng ta không chạy theo cái cảnh? Bởi vì theo 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bì lão tử. Thì cái xúc á, nó duyên cho thọ. Mà nhớ, nếu như chúng ta để cho cái thọ nó duyên cho ái thì ngay lập tức một loạt cái dòng sao là ái, thủ, hữu, duyên sanh, nó ngay lập tức nó đưa chúng ta ra một cái dòng tạo nghiệp. Quý vị không ngờ một chuyện à, Đức Thế Tôn nói ở trong Niết Đề Xá có trích dẫn, đó là khi mắt của chúng ta đó thấy cảnh sắc, tức là mắt chúng ta thấy cảnh đẹp, thì chỉ riêng việc mắt chúng ta thấy cảnh đẹp thôi, nó cũng đủ dẫn chúng ta tạo cái nghiệp tái sanh đi qua cảnh giới khác.
Mà cái nghiệp, thí dụ như bây giờ mắt mình nhìn bông hoa, mình để cho cái nghiệp tham ái nó sanh khởi, thì nó sẽ dẫn mình đi tái sanh ở đời sau kiếp khác. Cái chuyện tái sanh đó, nó chưa đủ để dẫn mình đi địa ngục, đúng không? Nhìn bông hoa thôi mà đâu có đủ để dẫn mình đi địa ngục. Tuy nhiên, hễ còn có tái sanh là nó còn có nhân sanh tử, mà đi sanh tử qua đời sau kiếp khác thì không tránh được già bệnh chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Rồi khi mà mình tiếp xúc với cảnh thì mình lại phản ứng bằng thiện hoặc bất thiện, nhưng đa phần chúng ta phản ứng bằng bất thiện thì nhiều. Đó là phản ứng bằng cái gì? Bằng tham và bằng sân, tức là bằng thích và bằng ghét. Ở đời quý vị để ý xem, chúng ta phản ứng với hầu hết các thứ bằng thích hoặc ghét. Có mấy khi quý vị phản ứng với đời bằng từ bi hỷ xả, bao dung trí tuệ, thấu hiểu đó, bao nhiêu đâu. Ta thường phản ứng bằng thích và ghét. Thế cho nên hễ mình còn tái sanh là mình còn tạo các nghiệp bất thiện, mà còn tạo các nghiệp bất thiện thì đều đi xuống địa ngục. Cho nên khi mà chúng ta hiểu về cái lý duyên khởi, chúng ta mới biết kinh cảm. Chỉ riêng cái việc nhìn một bông hoa mà thất niệm thôi, nó là cái duyên trực tiếp cho luân hồi và là duyên gián tiếp cho các cảnh khổ. Mà bây giờ mắt thì đương nhiên mắt mình phải mở ra để mình nhìn, và đặc biệt tai thì luôn luôn phải lắng nghe, thân thì luôn luôn có sự xúc chạm, và ý luôn luôn phải suy tư, tức là các căn của mình ấy, luôn phải đối diện với các cảnh. Thì nếu như mình không có chánh niệm thì nó sẽ là thọ duyên ái, vedana paccaya tăng kha, thọ nó sẽ duyên cho ái, mà ái là nó sẽ duyên cho thủ hữu sanh, tức là duyên cho sự tái sanh đi về các cảnh khổ. Nhưng nếu như chúng ta chánh niệm thì thọ nó có thể duyên cho tín, tức là duyên cho đức tin, vedana paccaya sattha. Mình nhìn vào nó, mình tin vào nhân quả, mình hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Nhìn lên, hoặc là mình nhìn thì mình biết nhìn nơi nào mà nó làm cho cái thọ của mình á, giúp cho cái tính nó sanh khởi. Thí dụ như nhìn lên tượng Phật, thay vì mình nhìn lên người đẹp ha, mình nhìn người đẹp thì tham sanh khởi, thì mình nhìn lên tượng Phật tính sanh khởi. Mình nhìn lên cái điện thoại phóng dật sanh khởi. Mình nhìn vào sách kinh trí tuệ niệm tin sanh khởi. Thì khi mà mình hiểu về các cảm thọ, mình sẽ biết lựa chọn cảm thọ nào tốt cho mình. Cho nên hãy quan sát kèm với các cảm thọ. Thì mình quan sát mình như thế nào thì mọi người cũng như thế đó. Ở trong chánh kinh á, ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu khi đang cảm nghiệm thọ lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ lạc, hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ, biết rõ cảm nghiệm thọ khổ,
hoặc khi cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc thì biết rõ cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Đó, nãy giờ sư đã nói rồi. Là bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa. Đó là gì? Cái thọ lạc này đó, chúng ta xem thọ lạc này nó có thuộc dục lạc hay là không. Ví dụ nha, chúng ta hành thiền, đang theo dõi hơi thở, cái mình thấy ánh sáng, cái mình hoặc là mình đang hành thiền, cái thọ lạc nó phát khởi do mình đang hành thiền mà. Đó, thì cái lạc nó sanh khởi thì ghi nhận đây là thọ lạc. Nhưng mà thọ lạc này có thuộc dục lạc hay là không? Không. Nhớ giùm, thọ nó không thuộc dục lạc thì nó không phải là bất thiện. Tuy nhiên đừng chạy theo nó nha. Hỏi nó, đây lạc này không thuộc dục lạc, ghi nhận rõ. Rồi khi mà mình ăn một cái món ăn nó vừa ý vừa miệng thì đây thọ lạc. Thọ lạc này, hỏi nó, thọ lạc này có thuộc dục lạc hay là không? Thọ lạc này thuộc về dục lạc. Nhớ, chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận, không có chạy theo cảnh. Thọ thế nào thì ghi nhận thế đó, không chạy theo cảnh đó. Rồi thọ khổ cũng vậy. Khi mà chúng ta đang hành thiền, đang hành thiền chúng ta đau thì hỏi cái thọ khổ này có thuộc dục lạc không? Không thuộc dục lạc. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang nỗ lực, chúng ta hành thiền thì cái đau này nè, cái thọ khổ này nè, nó không thuộc dục lạc. Thành ra đó, có những cái khổ nên có. Khi chúng ta vượt qua như thế thì chúng ta chiến thắng chính mình. Rồi có những cái khổ, thọ khổ thuộc dục lạc. Ví dụ như mình buồn ngủ mà trằn trọc lăn đi lăn lại ngủ không được, thì khi mình mất ngủ thì cũng quan sát, ngay cả cái sự mất ngủ cũng là đối tượng để mình quan sát xem nó đang thọ gì, đang thọ khổ. Khổ này có thuộc dục lạc hay không? Khổ này thuộc dục lạc, quan sát nó. Thì khi mình quan sát như vậy đó, cái thọ đó nó duyên cho chánh niệm, chứ cái thọ nó không duyên cho tham ái bất mãn, tức là không duyên cho tham và sân. Tất cả đều là đối tượng để chúng ta quan sát. Cho nên thế giới này là thế giới của các cảm thọ. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải tiếp xúc. Thì như vậy ngày hôm nay chúng ta có thêm một công cụ nữa để chúng ta quan sát. Khi mà chúng ta ngồi yên thì quan sát cái gì nó đang chuyển động, hơi thở đang chuyển động. Thở một hồi nếu như mà đau chân quá thì ghi nhận, quan sát cái cơn đau. Và nhớ khi quan sát thì chúng ta phải tách ra, tách thân và tâm ra, giống như một người khách mình quan sát đó. Cho đến khi đi, đứng, nằm, ngồi
co duỗi đó, ăn uống nhai nếm cho đến vệ sinh thì tất cả đều quan sát. Sư luôn nhắc nhở đừng để bất kỳ một sự kiện gì diễn ra mà mình không có sự ghi nhận. Tất cả đều là đối tượng để ghi nhận. Đó. Cái gì nổi bật hơn thì mình ghi nhận cái đó. Cứ linh hoạt thôi, cứ linh hoạt. Đó. À, thọ lạc, ghi nhận thọ lạc. Co tay, ghi nhận co tay. Duỗi tay, ghi nhận duỗi tay. Mục đích là gì? Mục đích của việc quan sát đó là gì? Đó là thấy rõ bản chất sự thật. Mình không có tự mình lừa mình, dối người. Nó như thế nào, mình thấy rõ bản chất nó như thế đó. Mình thấy rõ nó biến đổi liên tục không ngừng. Từ cái này nó chớp mắt, nó thay đổi qua cái khác. Nó liên tục thay đổi, thay đổi, thay đổi. Các pháp nó liên tục vô thường. Mình sẽ thấy được cái đó. Và mình sẽ thấy cái khổ nó trực chờ liên tục. Nó chỉ là cái khổ trực tiếp và cái khổ gián tiếp. Cái khổ đang tới và cái khổ sẽ tới đó. Và mình quan sát, sư nhắc quý vị lại một lần nữa, hãy quan sát như một người khách. Đừng đánh đồng tâm này và thân này là một. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục thực hành quan sát cái gì đang diễn ra đối với chính mình. Đây là thời gian chúng ta tìm hiểu chính mình. Coi coi mình như thế nào, mình là cái gì. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi ta thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viễn thành. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.